Thưa quý vị, bánh tráng vốn là một trong những món đặc sản ở miền Tây bởi vị ngon đặc trưng dân dã. Đây cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn mang về làm quà, nhất là khi mỗi dịp Tết đến xuân về. Với tuổi đời trên 100 năm, làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây ở tỉnh Vĩnh Long vẫn giữ cách làm thủ công, vị ngon, ngọt mang đậm chất quê hương. Bên cạnh những chiếc bánh tráng truyền thống, bà con làng nghề vẫn luôn sáng tạo để đa dạng sản phẩm, góp thêm dư vị ngày xuân. Tại tỉnh Vĩnh Long có một làng nghề bánh tráng mang tên Cù Lao Mây. Với tuổi đời trên 100 năm, đến nay làng nghề vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển. Làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây hoạt động quanh năm nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là vào dịp Tết. Thời điểm này, người dân làng nghề đều hối hả làm hàng ngàn chiếc bánh tráng phục vụ thị trường. Là thế hệ thứ ba tiếp nối nghề truyền thống của gia đình, bà Trần Thị Thúy Liễu có hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Từ hai loại bánh tráng truyền thống tại quê mình là bánh tráng nem và bánh tráng nhúng. Người dân làng nghề không ngừng sáng tạo, cải tiến sản phẩm, lần lượt cho ra đời nhiều loại bánh tráng mới lạ, hấp dẫn hơn với đầy đủ mùi vị khác nhau. Bánh tráng Thanh Long là một trong những sản phẩm đặc trưng ấy, được bà Liễu sáng tạo ra một cách hết sức tình cờ. Cũng là ngọt, dừa, nước cốt dừa, sữa, mè, rồi cái tôi phối hợp vô trái thanh long màu tím này nữa. Thì cái tôi gõ để ra ngoài trước cửa tôi bán, trước cửa tủ tôi bán. Thì ngày đó tôi bán đã hết 50 bánh, rồi dần dần cái tôi tráng thêm 100 bánh. Rồi sau cái 150, 200 dần dần cái có khách hàng đông, càng ngày càng đông thêm nha. Từ những nguyên liệu quen thuộc đó là gạo, me, nước cốt dừa, nhưng kết hợp thêm với thanh long để màu sắc đẹp mắt hơn, hương vị độc đáo hơn. Thanh long làm bánh tráng cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Để bánh tráng có màu đẹp mắt và ngon, thanh long phải có ruột đỏ. Sau khi mua về, lột vỏ thanh long, cắt nhỏ, trộn chung với nước đường, xoay nhuyễn ra, rồi đem nấu sôi. Đến phần bột cũng phải trộn cẩn thận, tỉ mỉ, rồi đem đi tráng. Nhìn thì đơn giản, nhưng muốn đổ được bánh tráng dẻo, mịn thì không phải dễ. Củi lửa cũng phải canh cho đều tay, rồi nhanh tay tráng đều. Chậm một chút thôi là bánh sẽ bị dồn cục hay bị giòn quá, cứng quá. Người đổ bột, người tráng, người phơi, tất cả đều đòi hỏi cả sự tỉ mẩn và tình yêu nghề. Thường khi nếu mà cái thời tiết tốt á, thì mình làm khoảng 3 giờ rưỡi khuya là mình thức dậy mình nhúm lửa. Chán nếu mà thời tiết tốt á, thì mình chán bánh ngọt với bánh ngọt sữa với bánh nướng hoặc là bánh chán thanh long á, thì đúng tới 11 giờ là mình phải ngưng. Tại vì cái giờ đó là cái độ nắng nó đã giảm bớt. Rồi từ cái lúc đó mình tới chiều thì mình sẽ tráng bánh nhúng và bánh nem thêm. Hiện làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây có hơn 70 hộ dân đang sản xuất bánh tráng quanh năm, nhộn nhịp nhất là vào dịp Tết. Nét xưa cũ của làng nghề vẫn giữ vẹn nguyên với cách làm thủ công truyền thống cùng vị ngon, ngọt, mang đậm chất quê hương. Với sự tài hoa và sáng tạo không ngừng của người làm bánh, như làng gió xuân mang nhiều hy vọng nhằm góp thêm chút dư vị cho ngày Tết thêm ý nghĩa.